cuộc sống thôn quê miền Tây. Mình chào tất cả cô chú chị và bạn nha. Tiếp tục nha các bạn, tiếp tục quay thật nhiều con xe cuốc này cho các bạn xem nha. Tại vì xe cuốc này mới đóng các bạn, thấy cũng quá là biết nên mình gắn quay thật nhiều clip để dành đăng lên cho các bạn xem. Đó, các bạn xem mà cảm nhận thứ nó nhanh cỡ nào ha. Một tiếng múc được 300 gạo đó các bạn, múc tấp bờ kè vậy ha các bạn. Cần dài 15m các bạn, nhắc lại các bạn biết nha, 15m. Phà thì ngang 4m2, dài 13m các bạn. Xe lấy bãi của Nghĩa Chí ở Sài Gòn nha, xe nghĩa địa luôn các bạn. Cần đóng của phà dưới cần này kia là đóng ở xưởng của chú Đúng nha, đúng rồi, đóng ở Móng Thọ nha. Chèm thứ hai đó các bạn. Quen thuộc nha, tím Milo, idol TikTok các bạn, tím Milo, idol đó. Quay chừng chục clip hay chục clip xe này để dành đăng lên các bạn xem. Sáng giờ đó 8 giờ bây giờ 8 giờ 8 rưỡi bây giờ 10 giờ mấy à.
trăm mấy rồi đó các bạn. Hơn 400 gèo. Xin kết thúc video nha các bạn ơi. Hẹn các bạn video tiếp theo nha. Mình sẽ quay tiếp tục rồi xe cuốc này cho các bạn xem nữa, đăng lên video trong kênh của mình nha. Rồi cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ nha.